Chị Nguyễn Thị Tuyết Phương, 46 tuổi, là thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên nấu ăn thuộc phòng tham mưu kế hoạch, cục kỹ thuật quân khu 9, trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan. Cũng như mọi ngày, hôm nay chị Phương tất bật chuẩn bị đồ ăn uống và dạy học cho hai đứa con trai vừa lên 4 và lên 6 tuổi. Đây là hai bé mồ côi cha và mất đi mẹ trong đợt dịch Covid-19 vào năm 2021. Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ở Việt Nam, nhiều gia đình mất đi người thân. Trong đó có những em bé đã mất cả cha lẫn mẹ. Trước những nỗi đau quá lớn, đã có nhiều tấm lòng nhân ái đang ra sức cưu mang cho những cảnh đời bất hạnh ấy, giúp các em có thể vững bước trên chặng đường phía trước. Hai em Thái Nguyễn Gia Huy và Thái Nguyễn Khắc Huy Hoàng nằm trong số những đứa trẻ có hoàn cảnh như thế. Cả hai em là con của một người bạn cùng quê với chị Phương tại tỉnh An Giang. Gia cảnh nghèo khó, phải nương tựa nhà ngoại, nên khi người mẹ mất đi, các em không còn điểm tựa. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của các bé, chị Phương đã bàn bạc với gia đình và nhận hai em về nuôi dưỡng, chăm sóc. Mình thấy hai bé như mình tội, mình thương á. Mình dành tình cảm cho hai bé thì bé dành tình cảm cho mình á, thì nó có cái sự liên kết với nhau, nó rất là thương mẹ. Như lúc mà bé bệnh đó, vừa rồi sốt, sáng đêm mình cũng phải thức sáng đêm chăm đó. Lao người, nói chung là khó khăn, nhưng mà tình cảm mà bé thương mình đó, khó khăn dù cỡ nào thì mình cũng cố gắng thôi. Từ khi nhận nuôi hai cháu Thái Nguyễn Gia Huy và Thái Nguyễn Khắc Huy Hoàng, chị Phương dường như trẻ lại. Chị chia sẻ, là nhân viên chuyên môn, khoản thu nhập vừa đủ trang trải cho cuộc sống của gia đình nên không mấy khá giả. Vợ cưu mang thêm hai cháu, chị vừa tranh thủ thời gian chăm sóc bé, lo toan chi phí học tập, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ khó khăn hơn gấp bội, nhưng được sự động viên, hỗ trợ của gia đình và đơn vị đã giúp chị vượt qua mọi gian khó. Cùng với sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành với đồng chí Phương nuôi dạy hai con, thì hội phụ nữ thường xuyên là quan tâm, chia sẻ cho chị Phương những cái kỹ năng và cái kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đồng thời là động viên khích lệ chị cho cháu được đến trường, được vui chơi và được tiêm chủng các cái mũi tiêm theo cái chế độ của các cái cháu dưới 6 tuổi để các cháu có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Với lòng mến yêu, sự cưng chiều và chăm lo của cả gia đình chị Phương, một gia đình quân nhân giàu truyền thống cách mạng sẽ là cầu nối vững chắc đưa Gia Huy, Huy Hoàng đến bến bờ tương lai tươi sáng. Học tập tốt mới vừa rồi được lãnh thưởng, giấy khen, bé ngoan. Nói chung là bé ngoan, rất là ngoan đó, chút mắt thấy rất là ngoan, rất là thương mẹ luôn. Mà tôi đi làm về đó là dành ra mở cửa ôm hôn, thương lắm. Thì đây là cái việc làm mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc, đặc biệt là nó thể hiện cái đức tính là nhân ái của người phụ nữ quân đội nói chung và người phụ nữ của cục kỹ thuật nói riêng, rất là bản lĩnh, dám đương đầu với những thử thách khó khăn trong cái tương lai và mở rộng cái vòng tay để mà chia sẻ những cái nỗi đau mất mát của các cháu, cho các cháu có một mái ấm gia đình và đồng hành cùng các cháu trong cái bước đường tương lai sắp tới. Mai này khi lớn lên, ký ức tuổi thơ của Gia Huy và Huy Hoàng còn có thêm nhiều chuyện kể về mẹ Phương mang trên mình bộ quân phục màu xanh.
Người mẹ khởi nguồn từ mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất và truyền thống dễ dàng của phụ nữ Việt Nam.